chạy bò từ chiến chờ khách hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2022. Bò giờ chiếu chuẩn bị lên xe giao cho khách này ở Đồng Tháp. Con số 1. Rồi con này. Con số 2. Số 3, số 4, số 5. Hai con đứng ngoài phía rào, lộ đó là 6. 6 này về Đồng Tháp. Còn lâu bên đây phát kem 3B. Ba con này với con này là 4 với hai con 6 về Đồng Tháp.